Chào cả nhà nha, mình là Phạm Hữu Dư đây. Hôm nay thì mình sẽ dẫn mọi người xem một cái miếng đất mà mình thấy là nó gần như là không có gì để chê luôn. Nó có đầy đủ các yếu tố. Đầu tiên là con đường ha. Con đường thì hiện trạng là đường đá, đường phủ đá. Cũng sau này tương lai nó cũng sẽ lên nhựa thôi. Nhưng quan trọng là đường này thì sẽ hơi chạy thoải mái. Với lại đường thông nha. Đây thông ra ngoài luôn. Thì ở đây là thuộc xã Bầu Chinh, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Thì nó sát ranh, sát bên luôn con đường liên xã Kim Long Láng Lớn luôn. Từ đây mà tính ra từ miếng đất này, đây đi theo hướng này nè. Đây hướng này là khoảng chừng 200m là sẽ ra đường liên xã Kim Long Láng Lớn. Rồi ngược lại cũng đi ra, nói chung là đường thông. Chỗ nào cũng thông ra ngoài lại ngoài đường Kim Long Láng Lớn hết. Đó. Là xe hơi đi thoải mái, không phải sợ gì hết nha. Có chỗ quay đầu luôn. Đó. Đây. Đất phủ hồng. Đây là miếng đất. Đó. Hiện trạng là chủ người ta đã làm sạch sẽ, hồi đó là trồng tiêu, nhưng bây giờ không trồng tiêu nữa và người ta mới làm sạch sẽ luôn, chống lóc chống lơ luôn. Và quan trọng là mọi người thấy không, hai bên đều có nhà nha, dân cư. Đó. Chứ mà khu nhà dân cư rồi, ra ngoài đường lộ cũng nhanh nữa. Đó. Thì miếng đất này thì nó có diện tích là gần 2.000 m², khá là vuông vức, dài chiều ngang á là gần 20, đích cũng gần 20 luôn. Đó. Dài xuống khoảng cũng 100m á. Đó. Từ đây từ đất mà xuống 100m, nói chung là khá là vuông vức. Nó có một số chỗ nó hơi ẹo xíu, để lát nữa mình sẽ về mang coi cho mọi người xem sổ hồng. Đó, để biết rõ ha. Này. Hai bên đều có chó sủa rất là an ninh. Bây giờ mình sẽ dắt mọi người để xem sơ sơ bên trong đất nha. Nói chung là đất này thì khá vuông vức, với lại nó cũng chốc lóc rồi, nó cũng không có cái gì đặc biệt hết, mình cũng sơ sơ thôi nha. Đó. Đây. Đây nè. Tức là miếng đất này từ ngoài phía đầu á, từ ngoài phía đầu đi vào khoảng 30m thì nó hơi ẹo vô đây chút. Ẹo một chút nhưng mà xuống dưới. Đó. Xuống dưới nở hậu ra nữa, tức là bởi vậy nó không có bị búp hậu nha. Tức là nó bị ẹo đây chút, tại có nhà rất là ngày xưa chỗ này người ta cắt ra để mà bán hay gì á. Cho nên là ta chừa căn nhà. Đó, cho nên nó là nó bị cái nhà này nó hơi lớn ra một chút. Đó. Ẹo chỗ này. Ẹo chỗ này, nhìn trên sổ là thấy rõ liền. Đó, xong rồi tiếp tục dài xuống dưới. Đó. Hiện trạng là nó chỉ có lớp 40 từ trên xuống dưới đây thôi, bên đây cũng vậy. Mình xuống dưới đây thì có cái chắc hàng cây nè, hai bên hàng cây làm ranh, cái dàm bụng bột đúng rồi, bên đây ăn bột, đây là chắc cái hàng cây này quá làm ranh nè, làm ranh. Còn sau ngay cái cuối cuối đất á là nguyên một hè nha bột mà làm ranh. Đó. Thì nói chung là khi mà mình mua về á, rồi nếu mà mình kỹ á thì chịu khó mình ủa đây, à đây nè, cắm trụ một vài trụ bê tông rồi nè, thì mình về mình kéo lưới 40 luôn, mua thêm trụ bê tông kéo lưới cho nó rộng, nó gọn gàng luôn. Đó, chứ mấy cây này không, mấy cây này thì cũng rõ ràng rồi đó, người ta trồng cố tình ta trồng là coi như là làm ranh luôn rồi đó. Đó, coi như là cái ranh này là không có sợ bị lấn, tại vì cái mấy cây này thì rõ ràng quá rồi. Đó, nhiều khi mình cắm trụ bê tông còn bị hay dời, chứ mấy cây này không lo bị dời. Đó. Bây giờ đất này thì cái ranh giới của nó là cũng tương đối là rất rõ ràng rồi, không có sợ tranh chấp. Đó, hai bên là xây nhà hết rồi, cho nên là không lo. Với lại chiều ngang của nó thì mặt định cũng đã gần 20m, thì lâu lâu mình cứ sợ thì mình tới mình đo lại. Đâu sao. Rồi. Đó. Thì quay sơ sơ thôi là mọi người hình dung ra được cái hình dáng của miếng đất này rồi. Ngang gần 20, dài hơn 100. Thì tổng diện tích đó là gần 2.000m. Và quan trọng là mọi người biết không? Đất này á mình test trên cái ứng dụng quy hoạch của Bà Rịa á, thì đất này là phủ màu hồng luôn nha. Tức là cái màu mà dành cho ở nông thôn á,
Và hiện tại thì nó cũng đã có sẵn 150 mét thổ cư luôn rồi. Đó, cho nên là về vấn đề pháp lý là cái chất này là quá đẹp luôn rồi. Vừa màu hồng mà vừa có sẵn thổ cư rồi. Mọi người thích đó, thì mình có thể lên tiếp thổ cư. Lên theo thổ cư để mình hít mình tách sổ ra cũng được nữa. Này tách được khoảng chừng 2 miếng đẹp. Mỗi miếng gần 10 mét là ngon rồi. Nếu mà ai có nhu cầu tách. Đó. Ở đây nãy giờ mình nghe tiếng giống chim yến à. Không biết có nhà ai nuôi yến không mà nghe tiếng chim yến mới nghe líu lo luôn ạ. À. Ở chỗ này thích hợp nuôi yến hay gì nè. Chà, cái nhà kế bên ha, làm cái dạng mướp ha, ngay cổng nhìn thơ mộng quá. Đó. Đường thì xe đi thoải mái nha, hiện trạng là đường phối đá. Đó. Đi chạy mưa cũng yên tâm sạch sẽ, không sợ bị lúng. Đó, hai bên thì có mấy cái hàng cây, mấy cây này, mấy cây gì nữa. Đó. Nhìn nó, nên nhìn nó hơi nhỏ. Chứ mà dẹp mà mình tệ bớt đi, nhìn rộng luôn á. Hai xe hơi có thể mình tránh ra được luôn á. Từ đó mà đi khoảng chừng 200m là ra ngoài đường nhựa chính, đường liên xã, kiểu không bán lớn nha. Để lát nữa mình sẽ dẫn mọi người đi ra ngoài coi chứ. Rồi. Thì sơ sơ vậy là mọi người đã không hình dung được ha. À quên nữa, cái miếng đất này thì nãy mình đo la bàn thì cái hướng đó là hướng Bắc nha mọi người. Hướng Bắc, hướng chính Bắc nha, đây. Hướng chính Bắc, thì ai mà thấy cái hướng này hợp với mình thì mình cứ xem xét nha. Đó, xung quanh nhà cửa, xa xa nghe tiếng ai hát nữa kìa. Khá đông đúc. Điều này thông nha, đó, mình nói rồi, thông ra ngoài đại đường lộ luôn. Chúng mà đi đây thông, tại mình không thời gian chứ mình dắt mọi người đi chứ đi vô đó khu dân cư không á. À. Rồi ok vậy ha, sơ sơ vậy đi. Bây giờ mình sẽ dắt mọi người đi ra ngoài đường lộ để xem con đường như thế nào, và sau đó là sẽ về cho mọi người xem cái sổ với cái vị trí rõ ràng nha. Rồi bây giờ mình sẽ cho mọi người xem đường nha. Ở đây hiện tại mình đang đứng đất nè, bây giờ mình sẽ nhờ ông chú ông chở ra đây. Từ vị trí đất thì đi khoảng hơn 200m. Ở nhà cửa xung quanh nha mọi người. Ơi. Ồ đất này rộng quá ha. À, lưới hay dạ sóc luôn. Này chiều ngang chắc phải 70-80m á. Dân cư cách 30m là cái nhà. À, cua nhẹ một cái là cong nhẹ một cái là đi thẳng rồi, bây giờ ra đường nhựa nè, đường cái đường mà đường liên xã láng lớn Kim Long. Rồi. Đây bây giờ ra đây thì hai dân cư là coi như là còn san sát dữ nữa. Đây đối diện là đối diện nhà ai mà xây cái tượng nhìn của đất không à. Có gì đó không, nhưng mà hình như người ta chuẩn bị ha, xây là biệt thự nè. Ồ nhìn đã ghê không? Đó, ồ, này muốn chắc xây biệt thự nè. Bây giờ là nếu mà từ đất mà đi ra thì rẽ trái là về quốc lộ 51 về thành phố Hồ Chí Minh, về Long Thành á, chung mà về thành phố Hồ Chí Minh đó là lần này. Còn quẹo phải là về quốc lộ 56, về trung tâm thương mại Kim Long hay là đi Long Khánh hay là đi Bà Rịa gì đó thì đi này ha. Đó, rồi. Bây giờ chú chạy chú rẽ về hướng này đi, xem sơ sơ dân cư đó hai bên nha. Đó có một cái tiệm gà nè, bên đây thì lại là thuộc Kim Long, còn bên đây thì lại là thuộc Bầu Chinh, xã Bầu Chinh. Đó đều là của chỗ đất hết. Đó bây giờ nếu mà từ đây mà đi khoảng chừng vài cây số là sẽ đi ra đường quốc lộ 56 nha mọi người. Bây giờ mình sẽ cho mọi người xem cái sổ hồng của miếng đất này nha. Đây, thuộc xã Bầu Chinh, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Diện tích của nó là 1.927m², cũng gần 2 sào ha. Và đặc biệt là trong đó là có sẵn 150 thổ cư rồi. Và đất này thì mình đã check quy hoạch thì nó là thuộc quy hoạch ở nông thôn. Cho nên đó là mình có thể lên được 100% thổ cư luôn nha. Chúng ta là muốn lên thêm nữa thì thoải mái nha. Rồi đây.
Rồi. Còn đây là sơ đồ thửa đất nha. Thì trước đất mình làm con đường đất. Đường đất đi xe hơi thoải mái ha. Và mặt tiền của nó là gần 20 mét. Thì cái mình có chỉ mọi người nó có bị ẹo vô một chút xíu nè. Đây. Đó. Ẹo vô chút xíu. Nhưng mà nó khi cái hậu của nó thì nó là nợ hậu tiếp. Thành thử ra là cái hậu với lại cái mặt tiền á nó cũng gần như bằng nhau luôn, nó không có bị giống như vậy như là bị bấp hậu ha. Mà nó lại nở ra đây là đòi nở tiếp. Chỉ bị ẹo chút thôi, nói chung nó hơi xấu một chút xíu là nó không được vuông thẳng xuống mà nó đây. Ha. Đó. Rồi bây giờ thì mình sẽ cho mọi người xem cái vị trí của miếng đất này trên bản đồ vệ tinh để dễ dàng hình dung vị trí của nó ha. Đây. Khu đất của mình ở đây ha. Đó. Nằm giữa hai cái gian nhà này nè, đó là khoảng gần 20 mét nè. Đường này đường thông nha. Đường này đi thông, nó có thể thông ra lại đường dùng hai hướng đều có thể thông ra đường được Kim Long Bán Lớn. Và đi hướng này thì ra Kim Long Bán Lớn cực kỳ gần luôn. Có vài trăm mét thôi. Thì mình có dẫn nhờ chú dẫn mình chở mình ra ngoài đầu đường nè. Thì đi có vài trăm mét thôi. Thì ra đầu đường thì đây mọi người thấy không? Khu dân cư rất là đông đúc ha. Đường này đường liên xã Lán Lớn Kim Long nha mọi người. À, rồi trái là Hồ Chí Minh, phải là quốc lộ 56 lại. Đây. Quốc lộ 56 thì khoảng chừng 4 cây là sẽ ra quốc lộ 56 ha. 4 cây gì đó. Hồi đó mình bán mấy miếng 4 5 miếng ở view Hồ Kim Long à. Thì đất này cũng gần Hồ Kim Long mọi người. Chạy đây chút xíu. Đó. Chứ lại á đi qua đây nè, có chú Sáu Thành này cũng bán đất nè. Đi vô hả đối diện bên đây nè. Đó là quyền cái Hồ Kim Long nè. Chú có bán đất ở 167 nè, mình cũng mới quay trước đó đó. Thì nói chung là đây khu đất đây nhiều chỗ người ta đất gần Hồ Kim Long này á thì người ta thích gọi là câu cá, view hồ rất là đẹp. Thì hiện trạng là cũng mình cũng còn khách cũng có nhiều anh chị cũng có gửi mình bán ở cũng gần gần vòng vòng Hồ Kim Long này nè. Có gì này mình rảnh mình tới mình quay dùm xong rồi mình chia sẻ cho YouTube cho mọi người xem ha. Nói chung là mình thấy đất view hồ này rất là thích. Nhiều người cũng quan tâm đất ở khu vực này nè. Thì từ đây mà nói chung là vị trí này thì mình cũng đã giới thiệu nhiều rồi. Cũng gần Kim Long, trung tâm thương mại Kim Long, gần Ngãi Giao. Trung tâm của Châu Đức nè. Rồi đi biển cũng tương đối là gần, không xa lắm. Đây. Hồ Tràm, Long Hải, Vũng Tàu, Hồ Cốc, chợ Bình Châu ha. Thì mình không nói nhiều nữa tại nói nhiều quá rồi. Mà từ đây á, đặc biệt là từ đây nè, đi về thành phố Hồ Chí Minh cực kỳ gần luôn. Dễ đi nữa, tức là mình chỉ ra chút xíu là sẽ ra đụng con đường Lán Lớn Kim Long này, mình ra trái đi riết mình sẽ đụng đường Mỹ Xuân Ngãi Giao. Mình đi tiếp nữa là sẽ đây, ra quốc lộ 51 nè. Thì từ đây mà đất này á, vị trí đất này mà đi về trung tâm quận 1 á, thành phố Hồ Chí Minh á, thì nó cỡ tầm 7 mấy cây đi nhanh lắm. Tức là ra đây, quốc lộ 51, xong đi qua cao tốc nè, đi về quận 1 nè. Nó cỡ chừng bao nhiêu ta? 7 mấy cây, đi chừng chưa tới 1 tiếng rưỡi nè, chừng hơn 1 tiếng là tới. Thật sự là nếu mà đi hơn 1 tiếng là đi ô tô nha, đi hơn 1 tiếng là sẽ tới, nếu không cần xe. Đó, vị trí đất này mình thấy nó ok. Đó. Đường sát đường chính luôn. Với lại đất là khu cư nữa, rồi khu dân cư nữa. Đó, cái giá thì mình thấy là nó cũng tương đối mềm. Thì chỉ khoảng 1 tỷ 250. Giá này thì cũng còn thương lượng cho người thiện chí. 1 tỷ 250 tiếng là dự chi là một xào của nó là khoảng hơn 600 triệu. Đó, cho một miếng đất đã có sẵn thổ cư, đường gần đường chính, thích hợp để mà nghỉ dưỡng các nhà vườn để dành để nghỉ dưỡng ha. Trên dưới 1 tỷ thì mình thấy miếng đất này cũng khá là ok đó. Rồi thì anh chị cô chú nào mà quan tâm thì có thể alo số điện thoại của mình là 0933 0933 230243. Mình xin nhắc lại là 0933 230243 nha. Và mọi người cũng có thể kết bạn Zalo với mình thông qua số điện thoại này ha, để mà dễ dàng liên hệ cũng như là theo dõi những cái bài đăng về đất vườn. Tại vì mình thường up lên trên YouTube rồi mình chia sẻ lên Zalo cho mọi người dễ dàng theo dõi nè.
ha. Và mọi người cũng có thể là theo dõi kênh YouTube mình. À đây, mình kênh YouTube mình là kênh Phạm Hữu Dư nha, tên mình. Mọi người cứ lên YouTube search Phạm Hữu Dư là sẽ ra tên mình nha. Thì mình thường chia sẻ những bài, những cái video mỗi ngày là mình đều đăng những video về đất vườn, nhà vườn. Chia sẻ ở đây thì mọi người xem mà thấy miếng nào mà nó phù hợp với túi tiền cũng như là cái sở thích của mình đó, thì cứ alo cho mình ha. Với bên cạnh đó là những anh chị cô chú nào mà có những đất vườn, nhà vườn mà giá đẹp mà không còn nhu cầu sử dụng nữa, mà giá hợp lý nè, và pháp lý cũng phải ok, không có quy hoạch gì hết, thì cũng phải alo cho mình. Mình sẽ hỗ trợ tới quay và đăng lên trên kênh YouTube mình cho nhiều người biết và liên hệ. Rồi ok nha, cảm ơn anh chị cô chú đã xem video này. Các bạn ơi, mình đang trong quá trình xây dựng nên một cái ngôi nhà vườn lý tưởng nhất có thể. Chính vì vậy, trong quá trình này mình sẽ thu thập và tổng hợp lại những kiến thức mà mình học hỏi được để up trên kênh YouTube này. Chính vì vậy, những bạn nào mà đang quan tâm thì có thể đăng ký theo dõi kênh YouTube của mình bằng cách là vào cái địa chỉ này youtube.com/bhddesigner, hoặc là các bạn tìm kiếm tên của mình trên khung tìm kiếm là Phạm Hữu Dư để mà click đăng ký subscribe. Đây, đăng ký subscribe, theo dõi những cái video của mình trên YouTube mà mình upload mỗi ngày. Và các bạn có thể ấn thêm vào cái nút hình chuông này để mà có thể nhận được thông báo dễ dàng hơn. Rồi ok, và tiếp theo nếu như các bạn cũng có sử dụng Facebook thì các bạn có thể like cái fanpage của mình là Nhà Cụ Dư đó, để mà theo dõi tin tức dễ hơn, và có thể tham gia group yêu nhà vườn để mà cùng nhau giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm. Và các bạn cũng có thể kết bạn với mình ở Facebook cá nhân là Phạm Hữu Dư. Đây, link đây. Thì những cái link Facebook và link YouTube thì mình sẽ để ở mô tả video, ở mỗi video. Các bạn hãy dễ dàng click vào và để giao lưu với mình. Rồi, ok, cảm ơn các bạn ha. Thank you.